Đây mọi người, xin chào mọi người, Thủy đây. Thủy ra biển chơi cho cả nhà. Tại vì đi biển thì cái khơi biển lên thì không có khói hôi dữ, cho nên là ra biển cho con có thể chơi cát một chút rồi về kiếm một chút đồ ăn. Và mình đi bắt những con sò điệp và câu cá chơi khoảng 2-3 tiếng rồi về. Tại vì Thủy đã nhốt con Thủy trong nhà cả tuần rồi, ra ngoài thì hủy khói không có được, cho nên phải ra biển đó cả nhà, để cho ngồi ngắm phong cảnh. Cả nhà thấy không, đây là biển, nhưng mà có ai thấy biển, nước biển không? Ở đó là khói, nhưng mà mình ra biển thì cái nước biển với lại nó lên, cho nên cũng đỡ hơn đó cả nhà. Yeah, what fish, Daddy? That's a surfer. That's what we're looking for. Oh, be careful. Yeah. Wow. Yay! You can get all my stuff out of here. Yeah. We're back here. Oh, it's cool. Water not too moving today. Yeah. Well, when you're looking for fish and crabs and stuff, that's what you're looking for. That's slack guy. Ah. You need a water for them. I know. Wow, it's cool. That one's not a real big one, but that one's okay size, huh? Yeah, good. 1 foot! Yay! Put it down here. I was just going to put it in the bucket, but I don't know about getting water. Hey! 2 feet! Câu được có 2 con rồi mọi người ơi. Đây. Này.